sự việc diễn ra sáng 12 tháng 10. Cộng đồng mạng hiện đang chia sẻ nhiều, quan ninh và khen hành động đẹp của tiếp viên xe buýt khi nhập được dí đã dội nộp lại đơn vị quản lý và trả lại toàn bộ tài sản cho người đánh rơi. Chuyến xe buýt diễn ra sự việc thuộc tuyến 24 bãi xe buýt 19 5 bến xe miền Đông do hợp tác làng dẫn tải 19 chi 5 đảm trách trên hành trình xuất phát từ trường cao đẳng giao thông vận tải trên đường Nguyễn Hãnh Thủ quận 12 tới ngã tư hàng xanh quận Bình Thạnh, khoảng 6 giờ sáng 12 tháng 10, năm sinh tên Đỗ Giang Đông 1999, làm rơi một chiếc dí. Ngoài số tiền gần 12 triệu đồng, trong ví của năm sinh này còn một số giấy tờ quan trọng như thẻ thư diện, giấy đăng ký xe máy, chứng minh nhân dân. Thế nhưng, chỉ vài tiếng sau, năm sinh đã may mắn được nhận lại toàn bộ tài sản và giấy tờ được trả lại cho năm sinh đổ dân đông ảnh, cộng tác viên. Lý do là trước đó, ở chuyến xe nêu trên, tiếp viên xe biết là anh Võ Thanh Bình nhặt được chiếc dí và lập tức công bố cho đơn vị quản lý, tìm cách liên hệ trả lại tài sản cho người làm rơi. Theo đại diện hợp tác làng dẫn tải 19 chi năm, sau khi kiểm tra chiếc dí, tài sản và giấy tờ trùng cấp với thông tin của hành khách đông, vì vậy, gần trưa 12 tháng 10, đơn vị đã trả lại toàn bộ tài sản cho năm sinh Đỗ Văn Đông. Năm sinh cho biết số tiền trên dùng để đóng học phí và sinh hoạt trong tháng.